Toyota Vios vừa trở lại ngôi vương doanh số trong phân khúc. Tháng 2 năm 2022, Toyota Vios bán 1.181 xe, giảm 256 xe so với tháng trước, nhưng bất ngờ vượt qua Ersen để giành lại ngôi vương doanh số phân khúc. Theo thống kê doanh số bán hàng tháng 2 năm 2022, của đa số các mẫu sedan hạng B đều có sự sụt giảm theo xu hướng chung của toàn thị trường. Riêng chỉ có Kia Soul Uto là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có sự tăng trưởng, với 476 xe bán ra trong tháng, tăng 126 xe so với tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, tăng trưởng này không giúp Kia Soul To có sự bứt phá về thứ hạng, vẫn xếp thứ 4 về doanh số bán hàng trong phân khúc sedan hạng B tháng 2 năm 2022. Gây bất ngờ nhất có lẽ là Toyota Vios, dù doanh số giảm nhẹ 256 xe so với tháng 1 năm 2022, đạt 1.181 xe bán ra tháng 2 năm 2022, nhưng lại giúp Vios vượt qua Hyundai Ersen, Honda City để trở lại ngôi vương doanh số phân khúc. Trong khi đó, Hyundai Ersen lại bị sụt giảm mạnh doanh số với 1.001 xe bán ra, giảm đến 58% so với doanh số 2.398 xe bán ra tháng 1 năm 2022, đành ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ hai phân khúc với khoảng cách chỉ 180 xe so với Vios đứng đầu. Honda City tháng 2 năm 2022 cũng giảm đến 56% doanh số so với tháng trước, đạt 771 xe bán ra trong tháng, từ vị trí thứ hai phân khúc trong tháng 1 năm 2022, tụt xuống vị trí thứ ba trong tháng 2 năm 2022. Hai mẫu xe còn lại là Mitsubishi Ace và Mazda 2 cũng bị giảm doanh số, lần lượt xếp ở vị trí thứ 5,6 trong phân khúc sedan hạng B với doanh số tương ứng là 399 và 140 xe bán ra tháng 2 năm 2022. Nguyên nhân khiến doanh số của các mẫu xe đều sụt giảm là do thời điểm tháng 2 năm 2022 trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài trong nhiều ngày khiến việc kinh doanh, giao xe của các đại lý bị gián đoạn. Dự kiến trong tháng 3 năm 2022, với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát và thị trường ô tô dần phục hồi sẽ giúp doanh số các mẫu xe có sự tăng trưởng trở lại. Tháng 3 năm 2022, hầu hết các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng B đều nhận được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Trong đó, các mẫu xe lắp ráp trong nước như Vios, Ersen, City, Soul Uto được giảm theo chính sách từ chính phủ, còn Ace và Mazda 2 là từ ưu đãi của hãng xe nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các mẫu xe với nhau. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.